coi sọt nuôi được 2 tháng cho ăn thức ăn bo bo. Nước thì lâu lâu mới thay một lần luôn. Hầu hết là đã lên đầu đầy đủ. Cá rất là khỏe mạnh. Sưởi không có ghim luôn. Đây là tới mấy con betta quan giả. Nước này là 3-4 tháng rồi chưa thay, nước nó xanh như tàu lá chuối luôn. Thử bắt đầu cho betta quan giả ăn thức ăn thử coi nó ăn không. Trong đây nước xanh quá hơi khó thấy à. Anh em cố gắng coi nha. Bắt đầu mình bỏ thức ăn vô đó. Nó có một viên thức ăn nó chìm xuống. Nó đang ăn đó anh em ơi. Hình như nó ăn được thức ăn này. À đây đây, quay bên đây dễ thấy. Ồ, nó ăn mạnh luôn. Cái này nuôi 4 tháng rưỡi à. Mà chưa thấy nó lớn. Chắc cái dòng này nó chậm lớn hơn là mấy cái dòng betta phổ thông. Mà sức sống thì mãnh liệt. Nước dên này thì mình sống vẫn được. Lâu lâu mới cho ăn chùm chỉ một lần. Còn bình thường này toàn ăn thức ăn này không. Vẫn phát triển tốt. Có con mái à, cằn trứng. Đa số là trống không. Đi thiêu bằng giả ăn thức ăn như cái cha luôn. Tiếp tục gãi thêm đi. Nước này màu xanh nhiều, pH nó sẽ tăng vào lúc buổi trưa. Buổi sáng pH sẽ giảm nha. Do buổi trưa tảo nó quang hợp nhiều nên thải oxy nhiều. Oxy nhiều thì pH nó cao lên. Còn ban đêm thì tảo nó chuyển sang hô hấp. Nên vào buổi sáng này nó thải ra CO2 nhiều, pH sẽ giảm. Mà cá vẫn sống tốt. Gặp mấy con cá khác ở nước xanh kiểu này chắc cơ thể bị thiếu oxy vào buổi sáng mà. Đây cũng có. Cái này ép ghép phanh sim nó ra về đây. Cho ăn thử thức ăn luôn. Đây cũng có cá bê màu vài con. Đây hình như có cọng rong nó đang quang hợp nó lên oxy nè anh em. Coi kỹ. Nó lên như là máy sục khí. Bỏ vài con bê màu vô đây cho nó dành ăn thức ăn, kích thích cho cá nó ăn thức ăn luôn. Không gian chặt hẹp nên nuôi được chỉ có nhiêu đây thôi. Đây qua đây. Đây bé màu coi nuôi đây. Coi sọt không.
cho ăn thức ăn lâu lâu cho ăn bo bo. Chuồng chỉ thì cũng có nhưng mà ít khi nào cho lắm. Có mấy lần ăn chuồng chỉ xong qua bữa sau thì nó bị túm đuôi hết, phải xử lý muối tê cha đủ thứ. Đây là cái thùng ngót của con gái mình nuôi đây, nó nuôi cá gì không biết luôn, lâu lâu nó mới cho ăn một lần mà nó cũng đẻ quá chừng luôn, như là cá bé màu quá xa nghẹt hết. Nó nuôi có ba con mà đẻ bao nhiêu đây, đây mới đẻ một bầy buổi sáng này, đây cá con lăn tăn lúc túc gì đâu quá trời. Nước hầu như không có thay luôn, chắc cái thùng này nó bị mọi nước, chỉ có bơm nước vô thêm thôi. Cá vẫn sống tốt à, có đẻ nè anh em coi, hơn cả 100 con ạ, lớn nhỏ đủ thứ, toàn là bé màu gồng đỏ không, hình như có mấy con có màu. Đây cá bé màu con mới đẻ cách đây 2 ngày, một con cá mái mà đẻ bao nhiêu đây này, số lượng khủng á. Quá chừng luôn. Mấy con này mình cho ăn bo bo cả tầm 15 ngày mình mới cho ăn thức ăn. Nuôi ngoài trời nắng không có thiết bị máy lọc gì hết luôn, có mưa thì cứ đậy lại thôi, đậy lại vậy xong, quá đơn giản. Hôm nay có một con cá mái, cá mái coi sọt tiêu rồi, không thấy luôn rồi. Đây nó bự vậy nè, con mồi ngon út, con này sắp sửa đẻ. Bên đây là cá tớ, lại coi cái nãy giờ mấy con cá hoàng giả ăn hết tới đâu rồi, hầu như là không còn hột nào luôn á, ăn mà thấy bụng căng luôn. Tính ra cái dòng hoàng giả này nó dễ nuôi. Đây mình tiếp tục cho ăn một ít nữa. Vẫn còn hứng thú ăn. Nó ăn mạnh hơn cá betta mình đó. Có phần lơi hơn hồi nãy à, chắc hồi nãy đói nó ăn nhiều, nó ăn no hơi nhát. Bài này chắc chừng khoảng vài chục con à, chứ không được nhiều, thấy nó bù đông vậy chứ ít xíu.
tay cá bé màu nuôi được 20 ngày. Cái này là bầy mới đẻ cách đây 20 ngày nha. Vẫn còn ăn trứng nước. Bầy này đẻ ít, cỡ chừng 30 con, ba mấy con. Đây là kia. Này là ép con gì? Con Galaxy với con máy Nemo nó ra gì đây? Này đậu không có nhiều, có mấy con. Nở nhiều mà đậu không nhiều. Heo từ từ giết hết. Đèn này đèn trắng à. Đèn trắng rồi sao nó gọi vô cá nó thấy xanh, giống như đèn xanh. Cá bé màu. Giờ mày có con cá lê thi à, nó sót xuống đây à, nuôi 4-5 tháng nó mới bị lớn. Thức ăn thì bữa nhớ bữa không, nước thì cũng muốn cạn luôn, ăn sống. Trong cái hồ này là hồ nước để dành hai cá. Cái hồ này thả vài con cá vô đây cho ăn lăng quăng. Có mấy con tiger bỏ trong đây, ít cứ cho ăn nó ốm dài. Đói rồi. Ốm tòng ốm tèo. Đây hồ cá mình nuôi nè, giải trí. Cá này cá hồng đào với cá cánh bướm. Đây có vài nhánh lũa để vô đẹp. Lép quá dạng à. Có cá dĩa anh em. Anh em nào thấy hay nhớ đăng ký kênh của mình để xem nhiều video clip tiếp theo nha anh em. Còn có loại thức ăn anh em nào muốn biết thì viết dưới phần nhận xét, mình sẽ hướng dẫn cách và mua thức ăn, có loại thức ăn chuyên dùng cho cá lê thiêu hoang dã nha. Hướng dẫn tận tình luôn nha anh em, tư vấn miễn phí.